Trong gọi là chất hữu cơ có những cái phản ứng cơ bản như sau. Thứ nhất, phản ứng tắc, được chưa? Một thành mấy, tắc là tự hiểu rồi, một thành hai hoặc là ba hoặc là bốn hoặc là năm hoặc sáu hoặc bảy. Một cái tiếp, phản ứng tiếp theo đó là phản ứng cộng. Phản ứng cộng a cộng b thì thành gì, tự hiểu đi, cộng lại kết hôn đó. C tiếp theo đó là phản ứng cháy. Phản ứng cháy thì phải cộng với gì? Oxy, nhớ giùm em, cháy là phải cần oxy. Còn phản ứng gì nữa không? Tắt rồi, phản ứng thế. Thế y chang cái máy tính này, đổi cái vỏ qua lại. Thế A cộng B, thế đi, ra gì? C cộng. Có kẹp không? Làm sao phải biết phân biệt đâu là phản ứng thế, đâu là phản ứng tắt, đâu là phản ứng cháy, đâu là phản ứng cộng? Ổn chưa? Nãy quên chưa lấy ví dụ. Ổn cái chỗ này chưa? Tắc, cộng, cháy, thế, ví dụ. Xác định giùm em, tắc, cộng, cháy hay là thế? CH4 cộng CL2 ra CH3 CL cộng HCl. Tắc, cộng, cháy hay thế? Thế. Thế, đúng rồi. Thấy rõ ràng nguyên lý không? Cái chỗ này ở đâu ra cái bộ não của mình á, chứ còn không có thằng nào cứu được không? Người ta cho lý thuyết rồi. Tiếp, ví dụ 2. C2H4 cộng HCl ra C2H6 vẫn gì? Ủa? Đâu cộng? Trời ơi, hai đứa thành gì? Hai đứa hình một thì kết hôn, kết hôn thì về chung một nhà, về chung một nhà thì phải cộng vô. Làm sao mày hiểu được cái sự đời được? Khổ thiệt. Hiểu chưa? 3 C4H10 ra là C3H8. C3H8 cộng C3H6 đi. Phản gì? Đang một nè. Có cái từ ngữ rất đơn giản luôn, cái từ nó biết là tất cả. Được chưa? Tiếp. CH4 cộng oxy là khỏi viết rồi, tự hiểu rồi, phản gì? Cháy. Tại sao biết? Đó, xong. Phải dễ không? Phải hiểu được bản chất, không hiểu bản chất không có làm được nha. Ừ.